Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2018, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện tích cực. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm gần đây, dường như sự thay đổi trong hoạt động cải cách còn chậm chạp và khá ít. Thêm vào đó, điều đáng lo ngại là có xu hướng mở rộng, thậm chí là chỉ thay đổi cách thức thực thi các rào cản kinh doanh. Điều này đặt ra vấn đề là Việt Nam cần cải thiện môi trường kinh doanh hay thay đổi cách thực thi rào cản. Chương trình Luật sư doanh nghiệp triển khai về đề tài về môi trường kinh doanh. Tuần này phần 1 sẽ bắt đầu từ câu chuyện Môi trường kinh doanh còn nhiều rào cản do điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kết quả xếp hạng Doing Business của Ngân hàng Thế giới cho thấy 4 năm qua, điểm số môi trường kinh doanh của Việt Nam liên tục tăng. Còn theo bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có mức độ cải thiện điểm số và tăng hạng tốt nhất toàn cầu trong năm 2019, khi tăng 3,5 điểm và 10 bậc lên vị trí 67 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị trí về môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2019, theo Doing Business 2020, lại tụt một bậc. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh tuy cải thiện vượt bậc, nhưng theo bảng xếp hạng, có tới 8 trên 12 trụ cột có thứ hạng thấp hoặc rất thấp. Rõ ràng, những kết quả trên đặt ra nhiều băn khoăn về mức độ cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Việt Nam tuy có tiến, nhưng tiến không nhanh bằng các quốc gia khác, hoặc có cải cách, nhưng những cải cách thì không rõ nét và không đạt được kết quả như mong muốn. Một trong nhiều rào cản đang được nhắc đến đó là điều kiện kinh doanh. Mời quý vị đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Các chuyên gia khẳng định, các kết quả đạt được về cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua là đáng khích lệ. Song khảo sát ý kiến từ phía doanh nghiệp cũng cho thấy, môi trường kinh doanh còn gặp nhiều phiền hà về thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Doanh nghiệp rất khó tiếp cận với thông tin về quy hoạch và thiếu quỹ đất sạch. Thống kê cho thấy, những thủ tục hậu đăng ký doanh nghiệp cũng đang trở nên nhức nhối. Khi mà 16% doanh nghiệp cho biết họ phải chờ hơn một tháng mới có đủ các giấy tờ cần thiết để chính thức hoạt động. 31% doanh nghiệp tiết lộ phải trả chi phí không chính thức khi làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Và 29% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Và những con số thống kê này hoàn toàn phù hợp với việc chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam đang là một trong những chỉ số có thứ hạng thấp, chỉ xếp hạng 115 trên 190. Tuy điểm số có tăng nhẹ, nhưng lại giảm đến 11 bậc so với năm ngoái. Vì trong cái bảng xếp hạng tuy là 190 nền kinh tế, nhưng mà có rất là nhiều nền kinh tế rất là nhỏ và bé. Vì thế mà nếu nằm ở dưới vị trí 100, có nghĩa là chúng ta đang nằm ở dưới bảng xếp hạng. Đối với cái chỉ số về khởi sự kinh doanh thì thì Ngân hàng Thế giới họ đánh giá theo cái thực tiễn và thực hiện các cái thủ tục. Thì hiện nay chúng ta có 8 bước thủ tục. Với một cái 8 bước như vậy thì so với các thực hiện tốt chỉ cần một bước thủ tục thì rõ ràng là chúng ta đã xa so với thế giới rất là nhiều. Bên cạnh đó thì thời gian thực hiện vẫn còn dài. Mà để thực hiện cái thủ tục khởi sự kinh doanh mà mất đến 17 ngày. Như vậy là cái thời gian rất là dài, thậm chí các nước khác có thể chỉ làm trong ngày cho một thủ tục khởi sự kinh doanh chứ không chỉ thuần túy là đăng ký kinh doanh. Chính vì thế mà cho đến hôm nay thì mặc dù là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về chỉ số này, nhưng những thay đổi thì cũng còn rất là chậm. Những cái sự kết hợp các cái bước thủ tục liên quan đến thuế với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, với cơ quan bảo hiểm xã hội hay là với Tổng Liên đoàn Lao động thì cũng còn rất là chậm. Và cái sự kết hợp chậm như vậy, cái sự phối hợp chậm như vậy cũng khiến cho cái chỉ số này của chúng ta tuy có thể cải thiện nhưng mà chúng ta chưa tiến được nhanh, thậm chí là chúng ta vẫn đang ở cái vị trí cuối của bảng xếp hạng. Bên cạnh nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng trong nhiều nhóm chỉ số ở bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, thì có một nguyên nhân quan trọng là do xu hướng các văn bản pháp luật đang thể hiện sự phân chia, quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước, và điều này gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Việc quy định chồng chéo, giấy phép đè giấy phép không phải là những gì quá mới ở Việt Nam. Thì có cái tình trạng là pháp luật, chúng tôi gọi là pháp luật của bộ, tức là mặc dù luật của quốc hội thôi nhưng mà mỗi bộ ngành chủ trì cách tiếp cận khác nhau, chẳng như pháp luật thể của pháp luật xây dựng thì cách tiếp cận hoàn toàn khác với hệ thống pháp luật về đầu tư, nó rất khác nhau. Rồi là hai nữa là đúng như chúng tôi cũng rất là anh Thắng anh có nói rằng là làm việc với các bộ ngành để điều rất là tốt,
Nhưng mà hiện nay cái tâm lý nể nang với các bộ ngành vẫn rất lớn. Đừng động đến quyền của tôi, cơ bản là chuyện khác tôi không quan tâm lắm. Thì vì vậy mà có cái tình trạng mà thỏa hiệp giữa các bộ ngành tương đối lớn. Và nhưng mà vấn đề lớn hơn theo chúng tôi là có thiếu thiết chế cần thiết. Thiếu thiết chế để gấp, để phản biện, để gấp cổng, để ra soát. Không khó để có thể chỉ ra những dẫn chứng cụ thể về việc quy định chồng chéo, giấy phép con ẩn giấy phép con và điều kiện kinh doanh lẩn khuất. Ví dụ về thủ tục đầu tư. Điều 170 mục 2 quy định. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của chính phủ. Bất kỳ dự án xây dựng nhà ở nào cũng phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai dự án. Trong khi luật đầu tư, điều 30, 31, 32, 36 lại quy định. Một số dự án đầu tư không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai dự án đầu tư. Những dự án không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài dưới 51%. Hay như quy định về cấp phép xả thải ra nguồn nước. Luật bảo vệ môi trường quy định, những dự án lớn trước khi vận hành phải xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Một trong những nội dung thẩm định để cấp giấy phép này là công trình xử lý nước thải, điều 27. Trong khi luật tài nguyên nước quy định, dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước phải xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, điều 37. Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, chủ đầu tư phải xin hai loại giấy phép có cùng tính chất như nhau, kiểm soát nguồn nước thải vào nguồn nước để đảm bảo môi trường. Căn cứ để cấp phép cũng có nhiều điểm tương đồng. Rõ ràng, việc yêu cầu chủ đầu tư phải xin hai giấy phép có tính chất giống nhau tạo ra phiền phức và khó khăn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp phải nộp cùng một bộ hồ sơ, cùng nội dung, đến cùng hoặc nhiều cơ quan nhà nước trong nhiều năm cũng không phải là những yêu cầu hiếm gặp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và nỗi bức xúc này chỉ có doanh nghiệp mới là người thấu hiểu nhất. Chúng ta nói rằng là đăng ký kinh doanh thì không cần phải ghi ngành nghề. Thế nhưng mà đứng sau đấy lại là một cái phụ lục kèm theo hàng loạt cái ngành nghề, kèm theo mã ngành của các doanh nghiệp. Đấy, thực chất là cái bản chất của chúng ta trên đăng ký kinh doanh, cái bản vàng ấy chúng ta không ghi, nhưng chúng ta lại kẹp theo ở đằng sau đấy một cái phụ lục, một cái giấy trắng là ghi ở trên đấy là những cái ngành nghề kinh doanh. Đấy, chúng ta cắt giảm đi rất nhiều thủ tục hành chính. Ví dụ như là ở Hà Nội chẳng hạn, chúng ta ra một cái, Hà Nội ra một nghị quyết là không chấp nhận cái bản nộp bản giấy để đăng ký doanh nghiệp. Tức là đầu tiên khi một cái doanh nghiệp mà muốn bước chân vào thị trường kinh doanh thì anh phải làm cái thủ tục là thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước. Đấy là sở kế hoạch đầu tư. Thì chúng ta nghe có vẻ là gì, là rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp là gì, giờ tất cả làm điện tử hết, không cần phải làm bằng bản giấy và không chấp nhận nộp bản giấy. Nghe thì có vẻ chúng ta có thể giao dịch ở trên điện tử hết và chúng ta không cần phải đến sở kế hoạch đầu tư nữa. Nhưng không phải, bản chất là không phải như vậy. Chúng ta nộp bản qua điện tử xong, có kết quả chúng ta lại phải đến nhận giấy thông báo kết quả, xong bắt đầu chúng ta phải nộp hồ sơ bản giấy đấy vào trong sở kế hoạch đầu tư, xong đấy chúng ta lại mới chờ hẹn kết quả chúng ta mới lấy ra. Thế rõ ràng là gì? Chúng ta lại thêm một bước nữa. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng kiểm soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh chính là mối lo của cải cách. Bởi rõ ràng nếu như công việc này không được thực hiện một cách rốt ráo và nghiêm túc thì tiến trình cải cách sẽ rất dễ bị rơi vào trạng thái cải cách mà như không cải cách. Nó sẽ khiến cho việc cải cách chỉ là hình thức và không đem lại ý nghĩa thực tiễn cho doanh nghiệp và xã hội. Rõ ràng là những cải cách mà chúng ta làm đây chưa tác động một cách thực sự đến việc giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thời gian cái thông quan cho hoạt động xuất nhập khẩu. Và hơn nữa, những nước xung quanh ta hoặc là những nước khác trên thế giới họ cải cách trên lực lượng này nó nhanh hơn, làm cho thứ hạng của chúng ta tụt đi. Như vậy có cái gì đó đang cản trở những nỗ lực cải cách của chính phủ trở thành hiện thực.
cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam có xu hướng chững lại và thể hiện thách thức với nhiều chỉ số trong nhiều năm không cải thiện hoặc cải thiện rất chậm. Vì thế, việc đặt mục tiêu của chính phủ vào nhóm nước ASEAN 4 về cải cách môi trường kinh doanh càng trở nên khó khăn và thách thức hơn. Thủ tướng Chính phủ thể hiện nhiều nỗ lực, quyết tâm cải cách, song việc hiện thực hóa bằng hành động cải cách của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế. Thì tuy chúng ta đã có những cái cải thiện về các cái chỉ số nhưng mà kết quả chung thì chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu là đạt trung bình của ASEAN 4. Đối với các cái yếu tố nhân tố khác của môi trường kinh doanh, ví dụ như là điều kiện kinh doanh hay là quản lý chuyên ngành, thì chúng ta cũng thấy rằng là thời gian qua thì đã có những thay đổi nỗ lực từ các bộ, đã có những ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh về điều kiện kinh doanh cũng như quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên kết quả đạt được thì cũng còn rất là hạn chế. Trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, mặc dù đã thực hiện trong vòng 5 năm qua, nhưng mới chỉ có một số các cái chính sách được thay đổi, ví dụ như là nghị định về quản lý an toàn thực phẩm, về bãi bỏ formaldehyde hay là về khai báo hóa chất. Ngoài ra thì cũng có một số thủ tục được đơn giản nhưng mà còn quá ít ỏi so với cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cũng có niềm tin hơn vào thị trường và niềm tin hơn vào chính phủ cũng như là các giải pháp đề ra. Tuy nhiên thì vẫn trong chờ đợi cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn, nhanh hơn cũng như là cái thấu hiểu hơn những cái vấn đề của doanh nghiệp. Do vậy, việc cần làm là phải tránh tình trạng ta cải thiện so với ta nhưng lại tụt lùi so với thế giới. Nếu thỏa mãn, chúng ta sẽ mất động lực cải cách. Thỏa mãn sẽ thiếu sự kiểm soát thực chất để có thể thay đổi. Nhiều mục tiêu, nhiều chương trình hành động đã được đặt ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam. Vậy làm thế nào có thể cải thiện được môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Có rất nhiều việc mà chính phủ cần làm, nhưng điều quan trọng và cốt lõi chính là những việc làm đó phải lấy doanh nghiệp và lấy người dân làm trọng tâm thì mới có thể có được những cải cách thực sự tốt. Mời quý vị đến với những ghi nhận sau của chúng tôi. Đã có nhiều ý kiến được đưa ra để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, thu nhập và tăng trưởng bền vững. Trong đó nổi lên những việc mà trong thời gian tới có thể tập trung làm ngay như cải cách trước hết phải từ tư duy quản lý của các bộ ngành, cải cách theo hướng vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Do đó, cần có sự quan tâm vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ và thực chất của các bộ, ngành, địa phương. Đối với các chỉ số nhiều năm không có cải thiện hoặc cải thiện chậm, cần có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo bộ, ngành liên quan, sửa đổi các quy định và cải cách thực thi để tạo sự chuyển biến. Rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua thực thi dịch vụ công trực tuyến một cách thực chất, tránh hô hào, hình thức. Nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã được chính phủ xác định về cải cách điều kiện kinh doanh, quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Và cần nhân rộng các sáng kiến cải cách và phương thức quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế tốt, như thủ tục tiếp cận điện năng, nộp thuế điện tử, cải cách trên một số lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành như an toàn thực phẩm, kiểm dịch, v.v. Phải nói rằng là từ 2016 đến nay, nếu nhìn lại một quãng thời gian thì thấy rằng Việt Nam làm được rất là nhiều việc. Chúng ta đã xây dựng một khung khổ chính sách nó tốt hơn, thuận lợi hơn, hội nhập hơn so với các nước. Nhiều đạo luật quan trọng đã được ban hành và thực thi trong thời gian vừa rồi. Việt Nam cũng xác định một con đường đi nó rõ hơn. Nếu mà trước đây thì còn có sự ngập ngừng, nhưng hiện nay thì bằng hàng loạt cái nghị quyết của chính phủ, bằng rất nhiều cam kết của chính phủ thì như vậy là con đường cải cách của Việt Nam đã được khẳng định ra. Chẳng hạn như chúng ta xác định là cải cách thể chế, xác định là cải thiện môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu là thành lập nhiều doanh nghiệp mới, xác định là cắt giảm các điều kiện kinh doanh, xác định là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thì những cái mục tiêu đấy chúng tôi thấy rằng hiện nay rất là rõ. Tôi thấy rằng là cái nỗ lực của chính phủ, nỗ lực của các bộ ban ngành, nỗ lực của các địa phương là có. Thế nhưng mà đôi khi nó vẫn hình như tôi cảm giác là rằng là các cán bộ công chức ấy vẫn có một cái gì đấy sợ, tức là sợ làm sai. Thế nên là đôi khi lại đưa ra những cái quy định của riêng mình, của riêng cơ quan mình liên quan đến cái việc mà nó nhiều khi nó không phù hợp với quy định pháp luật chung, dẫn đến là gì? Có thể cắt giảm về mặt giấy tờ, về mặt pháp lý, nhưng thực tế thì người dân vẫn phải đối mặt với những cái khó khăn khi mà đi thực hiện những cái thủ tục hành chính.
và đặc biệt là các doanh nghiệp khi mà thực hiện các hoạt động kinh doanh, mà đặc biệt nhất là những cái vấn đề các cái lĩnh vực kinh doanh mới là vô cùng khó khăn trong cái việc triển khai thực hiện. Rõ ràng là chúng ta đã làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều và đã có kết quả. Nhưng mà chúng ta vẫn đứng ở giảm bậc trong cái bảng xếp hạng của thế giới. Điều đó cho thấy rằng là nỗ lực của chúng ta đã làm nhưng chưa đủ. Và chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu, chưa đủ tốt để mà có thể cải thiện được môi trường kinh doanh. Điều đó đòi hỏi đặt ra vấn đề là đòi hỏi sự vào cuộc rộng rãi hơn nữa và cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành. Là cái môi trường kinh doanh mà thuận lợi thì nó phải có được cái hệ thống hạ tầng để giúp cho những các doanh nghiệp có thể làm ăn tốt hơn và nó giảm được các cái chi phí, trong đó có thể kể cả những cái chi phí như là logistics hoặc là những cái chi phí mà do quá trình chờ đợi. Do vậy trên là bên cạnh cái chuyện cắt giảm hành chính thì chúng ta cần phải có cái đầu tư để tạo ra một cái hạ tầng hỗ trợ. Rồi yếu tố thứ ba chúng ta cũng thấy rằng là cần phải có cái môi trường về vấn đề nguồn nhân lực. Làm sao để có được cái nguồn nhân lực nó thuận lợi, có đủ các cái nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp. Và trong cái việc phát triển nguồn nhân lực như thế thì rõ ràng là cần có một cái tác động hỗ trợ về cái chiến lược phát triển của nhà nước. Các doanh nghiệp có xu hướng phàn nàn về sự phức tạp truyền thống, bởi doanh nghiệp vẫn còn kêu khó rất nhiều với các quy định của pháp luật, vẫn còn rất nhiều quy định chồng chéo giữa các bộ, nó khiến các doanh nghiệp mất thời gian và không biết phải làm gì. Do vậy, việc cần làm đầu tiên đó là tổ chức lại hệ thống. Việc thứ hai, vô cùng quan trọng là tôi đã từng đề cập, đó là phải nâng cao hơn nữa việc số hóa. Số hóa là một trong những thành tố giúp cải cách, và Việt Nam thì cần phải tiến nhanh hơn nữa trong việc này. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Chào luật sư, anh Đinh Hải Nam ở Hà Đông, Hà Nội có hỏi: bạn của em là một người Pháp và đã có kinh nghiệm 3 năm hợp tác làm việc với các công ty lữ hành quốc tế ở Việt Nam, kinh doanh khách inbound và outbound. Hiện nay thì ông ấy đang muốn mở một công ty lữ hành quốc tế để đưa khách ở thị trường châu Âu vào Việt Nam và đi sang cả các nước khác. Do vậy em muốn hỏi là có được điều kiện để ông ấy có thể thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và kinh doanh lữ hành quốc tế có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Hoạt động du lịch lữ hành quốc tế được coi là một lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật du lịch Việt Nam. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực này, nhà đầu tư bắt buộc phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. Một, phải liên doanh với một đối tác Việt Nam là công ty du lịch đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành quốc tế. Luật Việt Nam không hạn chế mức vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh này. 2. Công ty liên doanh giữa đối tác nước ngoài và đối tác Việt Nam chỉ được phép cung cấp dịch vụ du lịch inbound đưa khách nước ngoài vào Việt Nam. Công ty liên doanh không được phép hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch đưa khách Việt Nam ra nước ngoài. Công ty liên doanh phải đảm bảo đủ số vốn pháp định để hoạt động du lịch lữ hành trong nước theo quy định của luật du lịch Việt Nam. Điều kiện để kinh doanh lữ hành thì theo cái nghị định 78/2015 của chính phủ, doanh nghiệp sẽ được quyền đăng ký cái ngành nghề hoạt động lữ hành quốc tế và hoạt động lữ hành nội địa khi thực hiện đầy đủ cái thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên không vì thế mà doanh nghiệp sẽ được tự do lựa chọn cái hoạt động kinh doanh này. Mà bạn cần phải đáp ứng một số các cái điều kiện sau, cụ thể đó là cái điều kiện về mức vốn pháp định. Theo đó, mức vốn pháp định đòi hỏi là mức vốn điều lệ phải trên 250 triệu đồng khi doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam. Mức vốn điều lệ là trên 5 triệu đồng khi doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài. Như vậy đối chiếu với câu hỏi của bạn thì bạn của bạn là một người Pháp và anh ta đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch được 3 năm. Anh ta sẽ không đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp về kinh doanh lữ hành mà có 100% vốn nước ngoài. Và anh cũng ta cũng trong trường hợp là có thành lập được công ty liên doanh về lữ hành quốc tế tại Việt Nam thì anh ta cũng không đủ điều kiện để làm nhà quản lý, bởi vì để làm được nhà quản lý thì anh ta phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Cục Tư vấn Pháp luật đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.